Hai anh em lại là mình đây, chào mừng anh em quay lại với kênh tajo.com. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái chương trình siêu sale 11 tháng 11 trên Lazada. Thì năm nay á, Lazada họ sẽ có một cái tên là 11 tháng 11, một ngày sale to. Không giống như mọi năm thì 11 tháng 11 này Lazada sale tặng 3 ngày. Thì năm nay thì Lazada sẽ sale duy nhất chỉ là một ngày thôi ha. Thì anh em cũng biết chương trình 11 tháng 11 là một trong những cái chương trình sale to nhất năm của Lazada, cũng giống như là một trong những cái chương trình sale khủng nhất vào dịp cuối năm để anh em có thời gian để mua sắm những cái sản phẩm mà anh em thích, anh em dùng vào thời điểm cuối năm này ha. Chương trình năm nay á, thì nó sẽ chia ra thành ba cái khung giờ sale khác nhau. Khung giờ sale khủng nhất á, là từ 0 giờ cho đến 2 giờ, và cái chương trình sale cả ngày á, thì nó sẽ diễn ra từ 2 giờ cho đến là 20 giờ, có nghĩa là 8 giờ tối, và cái chương trình sale cuối ngày thì từ 20 giờ cho đến 24 giờ ha. Chỉ duy nhất là một ngày thôi nha anh em. Anh em tranh thủ mua vào cái khung giờ 0 giờ đến 2 giờ thì nó sẽ sale nhất luôn. Đặc biệt trong cái chương trình lần này thì Lazada đang ưu ái cho người dùng mới ha. Nếu mà anh em nào mà đã tải app Lazada về điện thoại rồi, hay là anh em chưa từng tải app Lazada trên điện thoại của anh em chưa từng mua hàng trên Lazada, thì Lazada họ sẽ có một cái gói ưu đãi lên đến 85k. Anh em nào mà đã chưa từng mua hàng trên Lazada, hay là có điện thoại rồi, tải app rồi mà chưa từng mua hàng, thì cái dịp lần này để anh em có thể là mua những cái sản phẩm với cái mức giá không đồng. Thí dụ họ sẽ có những cái voucher cho anh em là 50k đi, anh em mua sản phẩm 50k, anh em được free ship luôn, anh em nhận hàng, anh em không phải thanh toán thêm cái khoản nào hết. Đây là một cái chương trình ưu đãi dành cho người mới mà mình thấy rất là đặc biệt từ trước đến nay ha, anh em có thể tham khảo. Trong cái chương trình lần này á, thì họ sẽ đánh mạnh vô là Lazada Deal, rẻ du lịch nè, và voucher tích lũy lên đến 800k, giảm 50% và miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 0 đồng. Anh em nghe không lầm đâu ha, miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 0 đồng. Thì Lazada họ sẽ có một cái trang duy nhất để dành cho anh em mua những cái sản phẩm trong cái trang này, thì sẽ được là miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 0 đồng ha. Cái link mà dẫn đến cái phần miễn phí vận chuyển 0 đồng cũng giống như là cái chương trình Lazada siêu sale 11 tháng 1 hoặc là những cái sản phẩm giá sốc trên Lazada thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha, anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Trong cái dịp lần này thì cái voucher tích lũy nó lên đến là 800.000, nên khi mà anh em xem video này, anh em nào đã thu thập rồi á thì thu thập tiếp, còn anh em nào mà chưa thu thập thì thu thập ha. Ở đây mình thu thập được là 329.000, cái voucher tích lũy á, thì sẽ giảm là 15k cho mỗi đơn 150 và 100k cho mỗi đơn 1,2 triệu. Anh em mua 300k thì anh em sẽ được giảm 30.000, mỗi đơn 2,4 triệu sẽ được giảm là 200.000. Voucher tích lũy này là voucher riêng biệt nha, nó sẽ áp song song với những cái voucher khác trên Lazada. Ngoài cái voucher tích lũy ra thì trên Lazada họ sẽ còn rất là nhiều cái voucher khác mà để anh em có thể là thu thập lấy được. Ở trong đây thì anh em sẽ thấy những cái phần voucher free ship nè, anh em chỉ cần bấm vào thu thập thôi ha. Và kéo qua đây thì anh em sẽ có một cái voucher dành cho khách hàng mới ha, voucher 60k dành cho đơn hàng 600k này, và voucher 1,111k dành cho đơn hàng 5 triệu. Cái voucher này sẽ xuất hiện là 12 giờ mỗi ngày, 12 giờ trưa nay nếu mà anh em xem video này thì cũng có thể vào lấy luôn. Ngành hàng quốc tế thì cũng sẽ có những cái voucher riêng dành cho ngành hàng này ha, những cái voucher dành cho anh em nào mà có những cái phần thẻ của ngân hàng, voucher Zalo Pay, voucher của Momo, nói chung là rất nhiều cái voucher luôn, anh em có thể là tham khảo, và voucher từ nhà bán hàng nữa. Về phần danh mục siêu sale á, thì nó sẽ chia thành 7 danh mục chính, ở đây anh em thấy nè ha, thì danh mục là voucher tích lũy nè, rẻ vô cực nè, đồng giá 11 và deal dưới 99k, cũng giống như là top deal bán chạy giảm 50%, voucher 111k, và đặc biệt là có một cái phần là free ship toàn quốc ha. Ở trong cái phần này là free ship toàn quốc cho đơn từ 0 đồng á, anh em chỉ cần bấm vào phần này, thấy cái mục không? Free ship cho đơn hàng từ 0 đồng nè, anh em chỉ cần bấm vào cái phần mục này đó, và những cái sản phẩm nằm trong đây nó sẽ được free ship cho đơn hàng từ 0 đồng. Anh em mua thì yên tâm ha, không phải lo lắng về free ship. Ngoài ra thì anh em còn được áp rất là nhiều cái phần mã giảm giá, những cái phần voucher nữa. Phần danh mục thì nó cũng sẽ có là càng mua càng rẻ nè, mua 2 giảm 30% và mua 1 được 2, cũng giống như là Hà Nội ơi sẽ kịch sàn, nói chung là rất nhiều cái chương trình để cho anh em. Về phần top deal bán chạy thì nó cũng sẽ có những cái voucher dành cho shop, cũng giống như là những cái voucher riêng trên Lazada dành cho cái phần top deal bán chạy này, anh em có thể là tham khảo mua cho nó tiết kiệm. Nếu mà nói đến cái chương trình siêu sale 11 tháng 11 lần này á, thì Lazada họ còn một cái là super sale nữa, vào lúc là 7 giờ tới đêm nay thì họ sẽ bắt đầu cái chương trình super sale ha. Thì trong chương trình đó thì họ sẽ tung hàng ngàn mã giảm giá, anh em vừa xem game show online và anh em vừa thu thập những mã giảm giá để 0 giờ tối đêm nay anh em bắt đầu có thể là mua ha. Nói đến cái chương trình Lazada siêu sale thì rất là nhiều. Ngoài ra thì nó còn một cái voucher loop nữa, anh em chỉ cần bỏ ra 35k thôi, tham gia cái voucher loop hàng tháng á, thì nó sẽ được ưu đãi lên đến 800.000 ha, anh em có thể tham khảo thêm.
Về phần link chương trình siêu sale cũng giống như là cái link mà dẫn đến cái trang là miễn phí vận chuyển ha, mua hàng sẽ được miễn phí vận chuyển về đơn không đồng, và cái link dẫn đến những cái sản phẩm chăm sóc trên Lazada thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, anh em bấm vào tham khảo và mua ha. Anh em cảm thấy hay thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân anh em biết để mua hàng tiết kiệm của anh em trong cái dịp Lazada siêu sale 11 tháng 11 này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye.